thế nào? Ông dạo này thế nào? Còn bị ông Trương đè nén nữa không? Tôi đã bảo ông chuyển đi chỗ khác mà làm. Làm việc ở đấy không làm được đâu. Đó là ông không thích nghi được thôi. Chứ tôi vẫn làm tốt mà. À, mà bà Thi vợ ông đó dạo này nhìn có vẻ khác ha. Nhìn cô ấy tròn hơn hồi xưa. Hôm trước nhìn thấy ngoài đường mà tôi không nhận ra nữa. Ui dào, vợ ông thì khác gì vợ tôi mà cười. Thì đó là tôi không chú trọng thôi. Chứ tôi mà bắt cô ấy giảm cân thì lại đâu vào đấy thôi. Ui dào, vợ ông thì có mà giảm đằng trời. Ơi này, ông có dám đánh cuộc với tôi không? Nếu một tháng nữa vợ tôi với vợ ông ai giảm được nhiều cân hơn thì người kia phải khao nha. Được, tưởng gì chuyện đó thì đơn giản. Ôi trời ơi, cái ông kia có về ngay không hả? Ngày nào cũng bảo làm thêm thế này đấy hả? Thôi, vợ tôi nó phát hiện ra rồi. Tôi về đây, ông nhớ bộ cá cược đấy. Này, từ từ đã. Cái thằng, trông thế mà hèn. Đây, anh đặt ở đây cho tôi. Thôi, chào anh nhé. Vâng, cảm ơn anh. Anh mua cái gì thế? À, anh mua cho em cái máy tập chạy, tập giảm cân tốt lắm đấy. Ôi, em cũng cố thử nhiều lần rồi, không ăn thua gì đâu. Đấy là em tập không đúng cách thôi. Em cứ nghe anh, tập với cái máy này, đảm bảo chỉ một tuần thôi là em thấy khác ngay. Vậy hả? Thế thì tập luôn, tập luôn. Nào, xong chưa? Đợi em một tí. Xong rồi. Máy với chạm móc, khó chết đi được. Thôi, em chịu thôi, không tập nữa đâu. Ấy kìa, đấy là em chưa quen thôi, phải cố lên chứ. Nào, thử lại lần nữa đi. Nào, uống đi. Thôi, hôm nay tôi khao ông. Tôi bó tay với vợ tôi rồi. Thế ông bảo vợ ông giảm cân thế nào? Không ăn thua hả? Thì tôi đăng ký cho cô ấy một lớp tập aerobic. Nhưng mà tập về cô ấy lại ăn nhiều hơn, ăn khỏe hơn. Thế là đâu lại vào đấy ông ạ? Hay, nàng giải quá. Thế vợ ông thế nào? À, tôi mua cho vợ tôi cái máy tập chạy. Ngày nào cũng bắt cô ấy tập ở nhà. Vậy hả? Thế có hiệu quả không? Thì đấy, chạy một tháng rồi, cô ấy mới chỉ giảm hỏng 4 cái máy thôi. Còn giảm cân thì nửa cân cũng chẳng giảm được. Hả? Cô gái lấy chồng trăng. Sao hôm nay chẳng bắt được con cua, con ốc nào thế này nhỉ? Hình như là cá. Con cá này chắc to lắm đây. Cứu, cứu tôi với. Cứu ơi, chẳng ai có thể cứu được bà đâu. Trời ơi, mẹ, mẹ kìa. Phải làm sao hả em? Con trăng kia, thả mẹ ta ra mau. Hai người ở đâu chạy đến đây mà dám đòi ta thả bà ấy ra? Bà ấy là mẹ của chúng tôi. Mẹ người ơi, thả bà ấy ra cũng được, nhưng mẹ cô dám đến quấy nhiễu vùng nước cô ta. Bây giờ nếu một trong hai người đồng ý lấy ta thì bà ấy sẽ được sống. Bằng không, ta không thể lấy con trăng xấu xí kia được. Lấy nó coi như đời ta chấm hết. Nếu ngài đồng ý tha cho mẹ và chị tôi thì tôi sẽ đồng ý lấy ngài làm chồng. Được, nàng hãy theo ta về hang nào. Mẹ và chị hãy giữ gìn sức khỏe. Con đi đi. Lành, Lành ơi, em hãy đưa Trăng đi ra khỏi đây mau. Người hãy giết ta đi. Chẳng còn mẹ và chị nữa thì ta sống còn ý nghĩa gì? Nàng là một cô gái tốt, có tấm lòng nhân hậu. Vì mẹ mà hy sinh bản thân mình thì làm sao ta nỡ làm điều có lỗi với nàng. Hơn nữa, chính tấm lòng nhân hậu của nàng
đã giúp ta hóa giải lời nguyền. Lời nguyền ư? Đúng vậy, ta vốn là con của Thủy Tề, bị con quỷ ám lời nguyền biến thành trăng. Lời nguyền chỉ được hóa giải khi một cô gái đồng ý lấy ta làm chồng. Nàng chính là ân nhân cứu mạng của đời ta. Vậy là chàng là người hóa thành trăng ư? Thiếp cứ tưởng số mình đã tận. Xin lỗi vì ta đã làm nàng hoảng sợ. Ta không biết lấy gì để báo đáp ân tình của nàng. Ta nguyện chở che và bảo vệ nàng đến cuối đời. Chàng uống chén nước cho đỡ khát. Ta xin. Nàng xem này, chỉ còn mái nữa là xong rồi. Chàng thử xem có vừa không? Vừa vặn quá, cảm ơn nàng. Ngày mai ta sẽ đưa nàng về thăm mẹ và chị nhé. Chàng trai và cô gái sống bên nhau hạnh phúc. Mẹ ơi, chị Liễu ơi. Lành, là con. Là con đấy có phải không? Ơn trời con tôi còn sống. Con có bị đau ở đâu không? Mẹ xin lỗi vì mẹ mà con phải làm vợ của con trăng hung ác ấy. Mẹ ơi, con vẫn bình an vô sự cơ mà. Mẹ xem, con đưa ai về nữa nè. Cậu này là... Không biết con Lành kiếm đâu ra anh chàng tuấn tú như vậy cơ chứ. Số nó thật may mắn. Mẹ ơi, đây chính là con trăng đã cuốn mẹ ở dưới sông đó. Chàng chính là con của Thủy Tề, phải chịu lời nguyền biến thành trăng. Chính con đã hóa giải lời nguyền ấy để giúp chàng trở lại hình hài con người. Vậy ra đó là con của Thủy Tề ư? Thế mà mẹ cứ tưởng chẳng bao giờ được gặp lại con nữa. Đúng là ở hiền gặp lành. Tưởng gì, chỉ là con của Thủy Tề thôi mà có gì to tát đâu. Rồi ta sẽ kiếm được một chàng cao quý và tuấn tú gấp 10 lần. Lúc ấy xem ai hơn ai nha. Đi mấy ngày trời mà chẳng tìm được con trăng nào cả. Anh Trăng ơi, tôi đã được nghe mọi người nói về sự tài giỏi của anh. Tôi rất ngưỡng mộ và muốn lấy anh làm chồng. Không biết anh có đồng ý lấy tôi không? Ai chà chà, có con mồi ngon quá. Đau quá, bỏ ta ra. Mau biến thành người đi. Người nói cái gì? Ta là trăng, ta đói, ta muốn ăn thịt, hiểu chưa? Không, bỏ ta ra. Con trăng kia, thả cô gái ấy ra mau. Cứu tôi với. Ngươi đừng hòng cứu được cô ta. Hãy đi mau, nếu không đừng trách ta vô tình. Cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta. Nhưng sao ngươi biết ta ở đây mà tới? Mẹ và Lành không thấy chị ở nhà, rất lo lắng nên nhờ tôi đi tìm giúp. May mà tôi đến kịp, không thì tôi có lỗi với mẹ, có lỗi với Lành. Chính sự ghen tị của tôi đã đẩy tôi đến cớ sự này. Bây giờ cũng chưa muộn để làm lại mọi thứ. Rồi chị sẽ gặp được một chàng trai tốt. Thôi, để tôi đưa chị về kẻo cả nhà mong. Từ đó, cô gái hiếu thảo và người chồng trăng khôi ngô sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Sô-cô-la của chị. Tối nay nhớ qua nhà mình dự sinh nhật mình nha. Có sô-cô-la nữa đó. Ồ, tuyệt quá. Có cả sô-cô-la nữa kìa. Sô-cô-la này mẹ tớ đặt mua trên tận thành phố cơ. Ngon lắm đó. Các cậu không đến thì đừng có tiếc nha. Sô-cô-la là cái gì thế? Tớ chưa nghe thấy bao giờ. Sô-cô-la mà không biết, đúng là con nhà nghèo có khác. Sô-cô-la là một loại kẹo rất ngon, phải mua tận trên thị trấn mới có. Đồ ngốc à? Chắc là ngon lắm nhỉ. Lại còn phải nói, nhớ nhé. Mai qua nhà tớ, tớ sẽ để phần các cậu. Tớ háo hức quá đi. Ừ, nhà cái Tú chắc chẳng bao giờ có mà ăn đâu. Mẹ ơi, chị hai ơi. Sao thế con, có chuyện gì à? Con muốn ăn sô-cô-la cơ.
Sao tự nhiên lại đòi ăn sô-cô-la chứ? Sinh nhật nhỏ Linh, nhỏ đó mời các bạn đến ăn sô-cô-la, nhưng mà không có mời con. Con muốn ăn sô-cô-la cơ. Ngoan, sô-cô-la hả? Cái đó đắt lắm. Khi nào sinh nhật của con, mẹ sẽ mua sô-cô-la cho con ăn. Chứ bây giờ thì... Con không chịu đâu. Lúc nào mẹ cũng hứa, nhưng mà chẳng bao giờ mua cả. Sinh nhật con cũng có bao giờ được tổ chức đâu. Mẹ xin lỗi. Nhưng hoàn cảnh nhà mình khó khăn, chị hai con còn phải bán hàng thuê cho người ta mới đủ tiền nuôi con ăn học mà. Sô-cô-la đó đắt tiền, làm sao mẹ mua được đây? Con không biết, con muốn ăn sô-cô-la cơ. Kìa Tú, em đừng khóc nữa. Phải rồi, chị hai cũng đi làm, chị hai có tiền mà. Chị hai mua cho em đi, có được không? Chị... Kìa con, chị hai đi làm cũng đưa hết tiền cho mẹ chứ chị con có giữ đâu. Mà lương bán hàng đáng bao nhiêu hả con? Chị mua sao được? Con không chịu đâu. Mẹ không thương con, chị hai cũng không thương con nữa. Không ai cho con ăn sô-cô-la. Con bắt đền đó. Sao hôm nay con hai về muộn thế nhỉ? Mẹ ơi, bao giờ chị hai mới về? Con đói bụng quá. Thôi mẹ con mình ăn cơm nha. Lát chị hai về ăn sau. Con đi đâu mà giờ này mới về? Trưa cũng không về ăn cơm là sao chứ? Hôm nay cô chủ bận nhờ con trong hàng hộ buổi trưa, cho nên con không có về. Ăn cơm luôn ở hàng mẹ ạ. Thế mà mẹ cứ tưởng. Thôi vào nhà rửa mặt rồi ăn cơm đi con. Dạ, mà phải mấy ngày đấy mẹ nhé. Mẹ đừng có chờ cơm con. Tú ơi, Tú à, chị hai có quà cho Tú nè. Tú ơi. Em nó sang nhà hàng xóm chơi rồi. Con tìm nó à? À, con mua cho nó hộp sô-cô-la mà. Trời, thứ đó đắt như vậy, nhà mình đâu có dư giả gì mà con mua chi cho tốn kém. Mẹ đừng có lo, hộp sô-cô-la này nhỏ nên cũng rẻ thôi. Mà con hơi mệt, con vào nhà nghỉ trước mẹ nhé. Không biết nó lấy tiền ở đâu nữa. Lương thì tận cuối tháng mới được lĩnh. Con nhỏ này, lạ thật. Vừa về đã ngủ ngay được, chắc mệt quá đi mà. Trời, sao lại nóng thế này? Hai, Hai ơi, con làm sao thế? Mẹ. Trời ơi, Hai, sao người con lại nóng như lửa đốt thế này? Để mẹ đưa con ra trạm xá nha. Chắc con bị cảm nắng nên sốt mẹ à. Con không sao đâu, nằm nghỉ một lúc là đỡ thôi. Cảm nắng? Sao lại cảm nắng chứ? Mấy hôm nay con vẫn đi làm từ sáng sớm tới tối mới về mà. Thì làm sao cảm nắng được đây? Con giấu mẹ đi đâu phải không? Mẹ ơi! Chị hai ơi! Con đói quá! Có cơm chưa mẹ? Hả? Wow! Sô-cô-la! Thích quá! Thích quá! Được ăn sô-cô-la rồi! Yeah! Chị hai ơi! Xem em có! Có phải là liên quan tới hộp sô-cô-la con mua cho bé Út không? Con lấy hộp sô-cô-la đó ở đâu vậy? Mẹ ơi, không phải con lấy trộm ở đâu đâu. Là con tự mua. Con mua bằng tiền con làm thêm sau mỗi bữa trưa mà. Làm thêm? Con làm cái gì? Dạ, con tranh thủ giờ nghỉ trưa ra đồng mò thêm ít cua với ốc mang ra chợ bán. Con chỉ muốn có thêm tiền mua sô-cô-la cho Út càng sớm càng tốt thôi. Con... Hóa ra mấy hôm nay con không về ăn cơm, để giữa trưa nắng đi mò cua bắt ốc, thế nên mới cảm sốt như thế này, có đúng không hả? Con gái của mẹ, con đã lớn thật rồi. Chị hai, chỉ vì hộp sô-cô-la này mà chị hai bị ốm sao? Em không muốn đâu. Chị hai, em không cần ăn sô-cô-la nữa. Chị mau khỏi bệnh đi nha. Ngốc quá, phải ăn hết sô-cô-la chị mới khỏe được chứ. Các con của mẹ,
Nhà của ta còn khó khăn, nhưng mà các con biết yêu thương nhau như vậy, mẹ rất vui. Học nghề. Ai chà, gió mát thật, cứ nằm dưới gốc tre cả ngày thế này thì thích nhất. Cậu Phúc này lười lắm, lâu lâu mới thấy cậu ta đi làm thuê được vài bữa, còn thì chả có nghề ngỗng gì. Cậu ta cứ kiếm được vài đồng lại ăn hết rồi thôi ấy mà. Ai chà, đói rồi, đi tìm cái gì ăn đã. Nhưng mà hết tiền rồi, làm sao bây giờ nhỉ? Ông trời đúng là bất công, sao lại cứ phải làm thì mới có cái ăn chứ. Ây da, giá mà có cái nghề nào không cần vất vả nhưng vẫn được ăn sung mặc sướng thì tốt biết bao. Anh Lộc, vào đây uống chén nước cho mát đã. Dạ cảm ơn cụ, tôi còn có công việc gấp, hẹn mọi người khi khác ạ. Chắc cậu ấy lại vội đi giúp đỡ ai nữa đó. Đúng là trộm cũng có 3-7 loại. Ngày ấy không nhờ cậu ta giúp thì nhà tôi chắc đã lang thang ngoài đường rồi. Trộm ư? Trong làng ai gặp khó khăn bác ấy cũng đều giúp đỡ cả. Trước kia tuy bác ấy là trộm thật, nhưng chỉ lấy của nhà giàu bất nghĩa chia cho dân nghèo thôi. Đúng, đúng. Giờ những người giàu quanh vùng này cũng không dám làm điều gì bất nghĩa nữa, tất cả đều sợ bác ấy ghé thăm. Giờ bác ấy đã mở xưởng gỗ bách lọc to nhất làng mình, tạo ra bao nhiêu công ăn việc làm cho bà con, đúng là đem lọc đến cho cả làng. Ừ, đúng vậy. Ăn trộm? Phải rồi, đây đúng là nghề dành cho mình. Vừa không phải vất vả, vừa được ăn sung mặc sướng, lại còn có thể giúp đỡ mọi người, lấy tiếng thơm nữa. Ta phải bái sư học nghệ mới được. Chào các bác, các anh, xin cho tôi gặp bác Lộc chút ạ. Tôi là Lộc đây, cậu có việc gì thế? Chào bác ạ, cháu là Phúc, cháu có việc rất muốn nhờ bác giúp đỡ ạ. Ừ, vậy mời cậu vào nhà, chúng ta nói chuyện. Dạ, cháu muốn học nghề của bác ạ. Tưởng gì to tát, chứ muốn học nghề gỗ thì cứ đến đây, đích thân ta sẽ dạy cháu. Dạ, dạ, ý cháu là muốn học nghề, nghề ăn trộm của bác ạ. Cái gì? Cháu muốn đi ăn trộm. Cháu có biết đây là một việc xấu xa lắm không? Không được, ta không đồng ý. Bác dạy cháu đi bác, từ bé cháu đã yếu ớt, không làm nổi việc chân tay nặng nhọc. Chỉ có nghề ăn trộm là cháu làm được thôi, cháu xin bác mà. Thôi được, nếu cháu vẫn muốn thế, ta sẽ dạy cháu vậy. Hay quá, cháu cảm ơn bác. À quên, con cảm ơn thầy ạ. Hôm nay, ta sẽ dẫn con đi tập trộm. Mục tiêu là ngôi nhà này. Theo ta, nhìn kỹ, nói nhỏ và tuyệt đối nghe lời, biết chưa? Vâng, thưa thầy. Những người giàu có, họ thường giấu ở trong rương, hòm. Con cầm lấy túi, cho hết đồ quý giá vào trong cho thầy. Vâng ạ. Gì thế? Tiếng gì thế? Trộm! Trộm! Người đâu? Bắt lấy trộm cho ông! Phải tìm bằng được nó, bắt được thì đánh chết không tha. Bẩm ông, có dấu chân người trèo ra ngoài, tên trộm đã trốn mất rồi ạ. May mà chưa mất gì. Ông mà bắt được thì mày biết tay ông, đồ trộm cướp. Ôi da, trộm, bắt lấy nó. Tại sao thầy lại hại con? Thầy có biết là con đã sợ hãi như thế nào không? Con đã phải chạy trốn như chuột, bị người ta đuổi đến suýt mất mạng đấy. Đây chính là bài học đầu tiên của nghề đạo chích mà thầy muốn dạy con đấy. Làm ăn trộm,
con luôn phải sẵn sàng để sống trong đề phòng, sợ hãi tất cả mọi người. Luôn phải trốn chui trốn nhủi như thế suốt cả đời. Vậy con có muốn thế hay không? Con à, không có nghề nào cho con dễ dàng hưởng thụ được đâu. Nghề bất lương, trộm cướp lại càng không. Nghề làm gỗ của ta tuy vất vả hơn, nhưng chúng ta sẽ được hưởng những thành quả do chính mình làm ra, sống cuộc sống thanh thản hơn nhiều. Dạ, con cảm ơn thầy. Con đã hiểu rồi ạ. Con không muốn sống một cuộc sống như thế đâu. Từ hôm nay, thầy cho con học nghề ở xưởng gỗ thầy nhé. Được rồi, vậy ta bắt đầu học nghề thôi. Vâng ạ. Đùa biển và đùa cạn. Thời tiết đang đẹp, ta lên bờ thôi. Mấy ngày sau, nắng hôm nay đẹp ghê, thảo nào mà đám ếch trong đầm rủ nhau đi chơi. Hay không biết đi nơi khác có gì thú mà chúng nó hứng khởi thế. Đâu chả là trời đất này. Ở đây tốt lắm rồi, đồ ăn thức uống đề huề, việc gì phải đi đâu cho mệt thân. Chào anh bạn, tôi thấy ở đây có bóng mát nên xuống nghỉ chân một lát. Chẳng hay anh bạn là người ở đây sao? Chào anh, tôi sống ở đây từ khi sinh ra chưa hề rời khỏi, mà anh là ai? Ồ, anh chưa từng đi đâu khỏi đây ư? Đúng vậy, sống ở nơi đây vô cùng thảnh thơi là khác. Thế anh từ đâu tới? Tôi từ biển lớn tới. Biển là nơi nào? Sao tôi chưa nghe nói bao giờ? Anh không biết biển hả? Biển có to như thế này không? Anh bạn đùa tôi đấy hả? Thôi, anh dừng lại đi. Biển lớn lắm, không thể mang cái đầm này ra ví được đâu. Tôi chẳng tin, cái đầm này lớn lắm rồi. Bao loài cùng chung sống sinh sôi ở đây mà vẫn vô cùng rộng rãi. Ngoài kia nhiều điều còn khó tin hơn nữa cơ. Anh cứ đi một chuyến cho biết. Khó tin hơn? Ví như dưới biển có loài cá voi to gấp mấy lần cái đầm này của anh. Hay như nước ở đầm của anh là nước ngọt, anh uống thỏa thích. Thế nhưng nếu đến biển của tôi, nước mặn anh càng uống lại càng khác hơn. Chưa hết đâu nha, còn có vùng nước lợ nơi giao giữa sông và biển, có những dòng nước xoáy. Thôi thôi, cái anh đùa biển này lạ thế nhỉ. Đấy là thế giới của anh, có liên quan gì đến đùa cạn tôi đâu mà tôi phải tin, phải biết cơ chứ. Giả dụ cái biển của anh có thật ấy mà, thì đời tôi cũng chả đến đó đâu. Cũng có thể nhỉ. Thôi, tôi phải đi đây kẻo muộn. Tôi đang trên đường ghé thăm họ hàng ở con sông gần đây. Dù sao cũng rất vui vì gặp anh bạn. À, à. Trời ơi, từ hồi cha sinh mẹ đẻ, chưa thấy lúc nào lúc xối tới lắm như thế này. Trời ơi, trời sập hay sao? Mình ở đâu thế này? Trời ơi, đi đường nào về nhà đây? Vùng nước kia đùng đục giống như nước ở đầm nhà mình. Có lẽ cứ thẳng đường đó về nhà là được. À, à. Cảm ơn mọi người. Anh đồ biển thăm bà con ở đây chưa về sao? Anh ơi là anh, cửa sông giao biển, nước xoáy vô cùng mạnh, có thể nhấn chìm mọi thứ đấy. Đến tôi đây là rùa biển còn không dám ra đâu. Thế mà anh định phi xuống, anh định thử mạng mình sao? Tôi nào có biết đâu. Tối qua mưa lớn chưa từng thấy, tôi bị lũ cuốn đến đây. Thấy vùng nước đục lại tưởng đường về đầm nhà tôi. Ai về đến nơi thì thấy xoáy nước dữ đáng sợ quá. Người tôi rung lên suýt thì ngã xuống. May có các anh đỡ tôi kịp. Chào mừng anh đến với thế giới của tôi nhé. Biển ở ngay phía trước đây thôi à. Mở rộng tầm mắt, anh sẽ thấy thế giới này rộng lớn biết bao. Anh đùa cạn ha. Tôi sai rồi. May mà có anh đùa biển, có mọi người ở đây. Từ nay tôi quyết sửa cái tính thiển cận, ì ạch của mình. Nào, phấn chấn lên chứ. Nghỉ ngơi, rồi tôi đưa anh đi thăm biển một chuyến. Cảm ơn anh.
hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.